Lâu lắm rồi mới gặp lại em nha. Dạo này thì em cũng hơi bận công việc nên cũng không có thời gian gặp bạn bè luôn. Nhưng vẫn có thời gian xem bóng đá chứ? Tất nhiên rồi, bóng đá là đam mê của em mà. Và cũng nhờ có live score nên việc xem bóng đá cũng rất là tiện lợi và cũng không mất nhiều thời gian. Vậy thì để xem ngày hôm nay sẽ có trận đấu nào nhé. Đây nè. À, PSG gặp Barca trận lượt về vòng 1/8 Champions League và chắc chắn trận cầu này sẽ hấp dẫn lắm đây. Và chị nghĩ xem với phong độ hiện tại của hai đội thì trận đấu sẽ diễn ra như thế nào? Với phong độ của PSG thời gian qua thì khá là phập phù và họ trải qua hai trận đấu và chỉ thắng cách biệt một bàn ở CN Cúp Quốc gia 1-0 và Nice tại League One 2-1 và rồi sau đó là cơn địa chấn thực sự khi vùi dập chính Barcelona ở lượt đi 1/8 Champions League với tỷ số 1-4 ngay tại Camp Nou. Bên cạnh đó, ngay sau khi trở về từ Tây Ban Nha bằng chiến tích khủng của mình thì Baker lại tạo nên một sự bất ngờ nữa. Tuy nhiên, bất ngờ này lại theo hướng tiêu cực khi bị Monaco đã bại 2-0 ngay trên sân nhà. Chị cũng thật sự sốc khi mà xem trận đấu đó. Tuy nhiên, rất may là ở trận đấu sau đó thì đối đầu với Dijon, Mbappe và cùng đồng đội đã lấy lại hình ảnh khi hủy diệt đội chủ nhà với 4-0. Và riêng với tiền đạo người Pháp thì tiếp tục là nhân vật chính trong cú đúp trong trận đấu này. Vậy còn Barca thì sao? Đối với Barca thì sau đêm bị Mbappe gieo rắc ác mộng trong trận thua tan tác 4-1 thì họ lại tiếp tục ngã ngựa khi bị Cadiz cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà và trong bối cảnh vẫn kém đội đầu bảng Atlético Madrid một khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, Messi và đồng đội đã lấy lại được phong độ tích cực của mình khi họ đã có những trận thắng liên tiếp tại La Liga. Và thêm một điều tích cực nữa là hàng thủ của Barca đã trở nên chắc chắn hơn và họ đã biết giữ sạch lưới của mình để bảo toàn thắng lợi. Có thể nói, đồng quân của huấn luyện viên Ronald Koeman đã có bước chạy đà tạm chấp nhận trước khi đến với trận chiến sống còn cùng Baker tại Champions League. Nhưng nếu xét về thành tích đối đầu thì chúng ta lại có một cách nhìn khác. Đúng vậy, trong lịch sử của Champions League thì hai đội đã trực tiếp đối đầu nhau đến tận 8 lần và chỉ duy nhất một lần bất phân thắng bại đó là hòa 1-1 vào năm 2013 là lần đầu tiên họ gặp nhau. Và trong 7 trận còn lại thì Barca đang nhỉnh hơn một chút khi 4 lần ca khúc khải hoàn và còn PSG thì là 3. Nổi tiếng nhất trong cuộc đối đầu đầy duyên nợ này phải kể đến loạt trận Champions League mùa giải 2017. Và ở lượt đi, với lợi thế là được thi đấu tại chảo lửa Stade de France, thì Baker đã bón hành Barcelona tận 4-0. Nhưng mọi thứ điên rồ nhất trong bóng đá được hội tụ ở trận lượt về, khi Barcelona bị dồn vào đường cùng đã tạo ra một cú hắc não nhất trong lịch sử C1 khi giành chiến thắng tận 6-1. Trận đấu đó quả thật điên rồ và em không thể nào tưởng tượng ra được kết quả luôn. Có tới 2 bàn thắng được ghi tại những phút bù giờ do công của Neymar và Sergi Roberto ghi lập. Thôi nào, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu sắp tới đi. Theo em nghĩ thì tình hình lực lượng của hai đội sẽ như thế nào? Theo em thì tổn thất lớn nhất không chỉ đối với Baker mà còn là của tất cả các cổ động viên trên thế giới. Tất nhiên là trừ các cổ động viên của Barca, đó là Neymar không thể góp mặt trong mùa giải này. Chị cũng nghĩ vậy, hiện tại thì siêu sao người Brazil vẫn chưa đủ thể trạng để quay lại sân cỏ và gặp lại đồng đội cũ. Và khả năng cao là Neymar sẽ chỉ quay lại sân cỏ khi trận đấu của PSG gặp với Lyon vào ngày 22 tháng 3, tức là sau trận đấu thư hùng giữa Barca và PSG hơn một tuần. Ngoài ra, tin buồn cho các fan của Baker là ngoài chấn thương của Neymar thì cơ hội ra sân đang bị bỏ ngỏ của hàng loạt cầu thủ như Verratti, Icardi, Bernat, Florenzi hay Di Maria cũng khiến cho cổ động viên và huấn luyện trưởng Pochettino phải đau đầu và chỉ biết cầu nguyện vào ngôi sao Kylian Mbappe. Sao em nói tin buồn mà có vẻ hào hứng quá vậy? Tại vì em là fan của Barca mà. Đối với Barca thì thật may mắn là đồng quân của huấn luyện viên Ronald Koeman không phải nhận bất cứ cả chấn thương nào. Ngoài việc tài năng trẻ Ansu Fati không được ra sân, thì đội bóng chủ sân Nou Camp chỉ mất thêm Coutinho. Vậy tụi mình thử dự đoán đội hình ra sân xem sao nhé. Theo em thì trong tay của Koeman đang sở hữu lực lượng hùng hậu nhất và với áp lực phải thắng một bàn cách biệt trên sân khách thì huấn luyện viên người Hà Lan phải tung hết tất cả những cá nhân xuất sắc nhất có thể tấn công được và đặc biệt là Lionel Messi. Và theo chị nghĩ thì Baker sẽ ra sân với đội hình như thế nào? Chị nghĩ là chắc chắn với sự thiếu vắng của Neymar, có thể là cả Di Maria và Icardi thì mọi kỳ vọng của người hâm mộ sẽ được đặt lên đôi vai của Kylian Mbappe. Chân sút đã lập hat-trick trước Barca ở trận lượt đi. Ngoài ra, tiền đạo trẻ đang chơi khá lên chân là Moise Kean cũng đang là lựa chọn ưa thích của Pochettino trên hàng công. Nghe cũng khá là hợp lý đấy. Vậy chị thử dự đoán xem tỷ số của trận đấu này sẽ là bao nhiêu? Để xem. Với lợi thế là sân nhà, cùng với việc đã có 4 bàn trên sân khách, chắc chắn huấn luyện viên Pochettino sẽ chỉ đạo các học trò của mình nhập cuộc một cách chậm rãi và rình rập. Với sở trường là khả năng pressing, cùng với chiến thuật phản công sắc lẹm, cựu thuyền trưởng của Tottenham rất thích
đối đầu với các đội phải tấn công ngay từ đầu. Nhưng có một điều mà không người dân Paris nào có thể quên được, đó là nỗi đau La Remontada vẫn còn đó. Cho nên sự tập trung và không để đối phương nắm thế chủ động quá nhiều, đó là điều mà bất kỳ cầu thủ Baker nào cũng phải ghi nhớ. Vậy chị nghĩ Baker có thể làm được không? Em nên nhớ là trên hàng công của gã nhà giàu nước Pháp, Kylian Mbappe đã luôn sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của hàng thủ đối phương, dù là sai lầm nhỏ nhất. Nhưng em vẫn tin là Barca có thể tạo nên kỳ tích. Em nên nhớ là PSG hiện tại đang là đương kim áo quân của Champions League và tại hành trình C1 năm nay, đoàn quân áo xanh tím thang vẫn đi những bước vô cùng chắc chắn, chứ không còn là một gã khôn nhà dạy chợ như những mùa giải trước đây. Bên phía Barca, họ bắt buộc phải có ít nhất 4 bàn thắng trên sân khách thì mới có thể tính đến chuyện đi tiếp, cho nên Messi cùng với đồng đội sẽ phải dồn lên tấn công ngay từ đầu. Nhưng với những gì mà Barcelona đã thể hiện trong mùa giải năm nay thì việc chiến thắng PSG tại Stade de France đã là một điều khó khăn rồi, huống chi đến tận 4 bàn thắng. Em có đồng ý với chị về điều đó không? Nếu như vậy thì trận đấu sẽ bắt đầu với thế thượng phong nằm ở phía Barca và họ buộc phải dồn lên thế tấn công. Đúng vậy, có thể Messi cùng với đồng đội sẽ xuyên thủng lưới của Keylor Navas ngay trong hiệp 1, nhưng chỉ một lần thành công. Và sang hiệp 2, Barcelona sẽ chơi tắt tay với đội hình siêu công không còn gì để mất. Họ sẽ ghi thêm được bàn thắng, nhưng có lẽ cũng sẽ giống hiệp 1 là chỉ ghi được một bàn mà thôi. Nhưng rồi Kylian Mbappe sẽ lại xuất hiện để một lần nữa xuyên thủng lưới của Ter Stegen, đồng thời đóng sập mọi hy vọng đi tiếp của đội bóng xứ Catalan. Và Barca sẽ giành chiến thắng nhưng Baker vẫn đi tiếp đúng không chị? Đúng vậy, chị nghĩ là trận đấu này sẽ có tỷ số là 2-1 dành cho Barca. Không biết các vị khán giả có dự đoán giống tỷ số của tụi mình không ha? Chắc chắn là mọi người sẽ có một cách đánh giá và dự đoán tỷ số khác nhau. À đúng rồi, chị quên thông báo với em một tin cực kỳ hot. Ủa tin gì vậy? Từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4, trên app LiveScore sẽ diễn ra chương trình event có tên là Chuyên gia dự đoán tỷ số. Chị có thể nói cụ thể hơn không? Tức là tất cả mọi người đều sẽ được tham gia dự đoán tỷ số trên app LiveScore và ngoài ra còn nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn nữa đấy. Ủa có cả quà nữa hả chị? Thích vậy? Quà hơi bị xịn đó nha, một giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 2 triệu đồng và đến 10 giải thưởng khác gồm voucher Highland Coffee trị giá 100.000 đồng. Wow, vậy thì mình phải tham gia dự đoán ngay thôi. Không biết là các bạn khán giả có còn nhớ cách thức dự đoán không nữa, chúng ta sẽ cùng hướng dẫn các bạn một lần nữa nhé. Ok, đầu tiên là chị bấm vào trận đấu trên app LiveScore. Bấm vào chữ vô, nếu như chị dự đoán Barca thắng thì bấm vào đây. Còn nếu như chị nghĩ BSG thắng thì bấm vào ô ở bên dưới chữ BSG. Và sau đó thì hãy chọn tỷ số mà chị dự đoán, cũng như tên cầu thủ mình sẽ ghi bàn. Sau đó chúng ta sẽ viết bình luận cổ vũ vào ô này, rồi bấm gửi thôi, rất đơn giản đúng không nào? Có giới hạn lượt vô không chị? Không giới hạn lượt vô nha. Và trong 4 tuần lễ diễn ra event thì lượt vote càng nhiều và càng chính xác thì cơ hội trúng giải càng cao. Trời ơi, nghe hấp dẫn vậy. Trong event lần trước thì các bạn còn nhận được phần quà là Apple Smartwatch nữa đấy. Nghe thật là hấp dẫn, vậy thì em cũng mau cổ vũ và bình luận ngay. Biết đâu em sẽ gặp luôn giải nhất luôn thì sao? Nếu như mà trúng thì nhớ khao chị nha. Ok. Còn chân tin nữa mà không mô tả LiveScore để vừa có thể xem bóng đá trực tuyến lại có thể nhận được những phần quà vô cùng giá trị nữa. Nhanh tay nào các bạn ơi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.